Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. NBC News cho biết, ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang dẫn trước với cách biệt nhỏ hơn so với ứng cử viên sắp sửa thành người được đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc khảo sát ý kiến mới nhất cho cuộc tổng tuyển cử. Cuộc khảo sát của NBC News SurveyMonkey cho biết, bà Clinton dẫn trước 14 điểm tổng thể. Theo Politico, tuyên bố của ông Trump trong suốt chiến dịch nói rằng ông ta đã thu hút được hàng triệu cử tri mới cho đảng Cộng hòa là không chính xác. Theo số liệu bầu cử sơ bộ tính đến nay, những cử tri của ông Trump là những người đã từng bỏ phiếu trước đây. Báo The Wall Street Journal đặt câu hỏi về vai trò tiềm năng cho cựu Tổng thống Bill Clinton trong cương vị đệ nhất phu quân. Bà Hillary Clinton đã nói về việc giao cho chồng những nhiệm vụ đặc biệt ở nước ngoài, về chính sách đối ngoại. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.